Quá nhạt. Wow, nó béo quá cả nhà. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền là trứng quịch lộn xào me và trứng quịch vữa nha cả nhà. Đó. Thì Huyền tính không có làm cái video ăn trứng quịch vữa mà cả nhà yêu cầu tiếp tục thôi. Huyền hôm nay sẽ tiếp tục là video là ăn hột vịt lộn xào me kèm thêm với 5 trứng hột vịt vữa nữa nha cả nhà. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha cả nhà. Hôm nay Huyền quay cái video này Huyền không có cái mít nha cả nhà. Cái mít Huyền mua chưa có đem về cả nhà ơi, chưa về tới nha. Thì đây Huyền có chén muối tiêu nha, chén muối tiêu chanh ớt. Và bây giờ Huyền sẽ đặt vô. Đó. Mình sẽ đặt vô nha cả nhà. Bữa nay không có cái mít. Không có được nha, rõ mấy nha cả nhà, thông cảm nha. Trời bữa nó có mít nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quậy lên. Đúng rồi nè cả nhà, bây giờ Huyền mời cả nhà ăn hột quịch lộn giấm me với Huyền nha. Xào me cả nhà, xào me với Huyền nha. Đây, Huyền mời cả nhà nha. Bữa nay Huyền quay ban đêm nó hơi ồn nha cả nhà. Đây, Huyền mời cả nhà. Ngon cả nhà ơi. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt cay cay nha cả nhà. Có cái rau găm nữa, thơm đậu phộng nữa, béo. Ngon quá bây giờ. Đây. Cái muỗng. Wow. Hôm nay Huyền sẽ ăn hai loại trứng quịch nha cả nhà. Trứng quịch vữa với trứng quịch xào me. Nhưng mà cả nhà nha, cái trứng quịch xào me này nó ngon, cái anh này anh làm ngon cả nhà. Wow, ngon. Rất rất ngon nè. Bữa nay không có cái miếng đó. Âm thanh nghe không được rõ mấy cái này, em cảm nha. Bữa nay Huyền quay ban đêm nha các bạn. Hay rồi. Ngon quá. Mình tiếp tục trứng vịt vữa nữa nha. Đây, rồi mà cái nhà ăn cho Huyền nha. Quá đã, quá đã, quá đã. Cái trứng vịt vữa này nè, ăn nó đỡ ngán hơn cái trứng vịt lộn luôn á cả nhà. Ủa này nó béo. Wow, nó béo quá cả nhà ơi. Xuất sắc. Bữa nay Huyền quay ban đêm. Mình ăn được nhiêu mình ăn nha cả nhà. Ăn nhiều sợ nặng bụng. Quay ban đêm. Đây. Wow.
Nó béo quá nhờ ơi. Nó đã. Xúc xắc. Cái chồng trắng của trứng vịt giữa này nè, cái nhà mềm nha, cái nhà để Huyền Huyền lột giỏi nha. Mềm, cái này mềm nha. Mà sao lột không được cái nhà, lột sao nó dính cứng nhắc rồi cái nhà. À, được rồi cái nhà. Qua, đây. Huyền mời cái nhà nha. Chấm vào đây. Wow. Nó mềm. Nó mềm ngon nha, hơi khô nha, hơi khô. Nhưng mà cả nhà nha. Đó. Lâu lâu ăn trứng đam mê ngon cái nào. Cái trứng vịt ngâm men này cả nhà, nó ngon thiệt nhưng mà nó ngán nhạt nè. Thank you.
quá béo ngon quá cả nhà, xuất sắc. Nhưng mà cái nhà uống nước cho Huyền nha. Ngán quá cả nhà. Thôi bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Tại giờ Huyền cũng quay ban đêm á, giờ này cũng hơi khuya cả nhà. À, ăn vừa cái sức thôi chứ mấy cái món này mà ăn ban đêm á thì đi ngủ cũng không tốt. Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà thấy món ăn hôm nay hai cái món này, hột vịt chan me với trứng vịt giữa luộc, cả nhà thấy có hấp dẫn và ngon, cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha cả nhà. Nhu Huyền xin bye bye.